Hôm nay chúng ta cùng đi thực địa và các bạn quan sát cách và các bước chúng ta phải làm trước khi chúng ta quyết định đặt cọc một cái lô đất nào đó. Chúng ta cùng nhau xem video nhé. Có rất là nhiều cách để chúng ta có thể tiếp cận được với cái chủ nhà. Một là chúng ta có thể đi tìm thông tin và hỏi trực tiếp được chủ nhà, người mà đang muốn bán cái mảnh đất hay cái bất động sản đó. Cái thứ hai là chúng ta thông qua các cái đội môi giới, đội tư vấn bất động sản thì người ta sẽ kết nối cho chúng ta tới cái chủ đất, người sở hữu cái tài sản đó. Một trong những cái điều kiện tiên quyết hôm trước Nam cũng đã nói với các bạn rồi, khi chúng ta mua cái bất động sản hay cái tài sản gì đó, bắt buộc chúng ta phải gặp trực tiếp cái người có cái tài sản đó, chứ chúng ta không ủy quyền hay là chúng ta không tin một ai đó đứng ra thay chúng ta giao dịch mua bán những cái việc như thế. Khi gặp được chủ đất rồi ấy, thì chúng ta phải đi xem hiện trạng đất cát trước, ngắm nghía xong tất cả mọi các cái vấn đề là chúng ta chủ động. Nếu người ta có nhu cầu bán thì chúng ta sẽ yêu cầu cho chúng ta xem các cái thủ tục pháp lý, bao gồm là sổ đỏ đấy, trước tiên là sổ đỏ trước, thứ hai là cái sổ hộ khẩu và thứ ba là chứng minh thư nhân dân của họ. Nếu mà họ thế chấp cái sổ đỏ đó trong ngân hàng thì chúng ta yêu cầu phải có những cái giấy tờ hồ sơ liên quan đến cái việc xác nhận của ngân hàng là đã cầm cái sổ đỏ và cho họ vay tiền. Tiếp theo nữa là khi các cái thủ tục pháp lý sổ chúng ta nhìn rồi thì chúng ta phải đi hiện trường. Đấy, đi hiện trường. Và sau khi đi hiện trường xong rồi thì chúng ta bắt đầu vào để chúng ta nói chuyện và hỏi han chủ nhà. Hãy đặt thật nhiều các cái câu hỏi để chúng ta hiểu sâu hơn vì sao họ lại bán. Và chúng ta tìm hiểu sâu hơn công việc, rồi nhân thân, rồi chúng ta sẽ nắm bắt được cái tính cách của người đang muốn bán cái tài sản đó. Sau đó khi nắm bắt được tâm lý của người muốn bán rồi thì chúng ta sẽ sử dụng các cái chiến lược hay các cái tuyệt chiêu đàm phán để chúng ta đàm phán về giá cả sao cho phù hợp. Thì hôm nay Nam sẽ trích dẫn một số các cái hình ảnh, một số các cái video Nam làm thực tế ở hiện trường ở một cái khu vực miền núi. Các bạn cùng nhau chuyển sang các cái cảnh quay ở hiện trường nhé. Đây là sổ đỏ của một hộ dân này. Đấy, mình phải yêu cầu họ đưa sổ đỏ ra, xong rồi chúng ta xem bên trong nó bao gồm là loại đất nào, diện tích bao nhiêu, ngày cấp, ngày tháng, năm như thế nào, nơi nào cấp. Và phía bìa 4, trang 4 ấy, nó có thế chấp gì không. Đây là một loại sổ cũ này. Đấy. Chúng ta cái sổ cũ này phải hết sức lưu ý nhé. Cái này thì Nam sẽ làm một cái video riêng nói cho các bạn. Đây là một sổ đã được đính chính thông tin địa chỉ này. Đây là một cái sổ loại khác, là sổ đất trồng rừng này, rừng sản xuất đấy. Ở trên miền núi thường là đất rừng sản xuất người ta có sổ riêng, và đất ở người ta cấp một cái sổ riêng. Các bạn phải phân biệt rất rõ như thế. Và như thế này thì chúng ta sẽ không biết được là vị trí của cái nhà nó ở vị trí nào ở trong cái sổ đất rừng. Nên cái việc này chúng ta cần phải xác nhận của địa chính. Tiếp theo là chúng ta yêu cầu phải cho chúng ta xem sổ hộ khẩu có đúng trùng khớp tên tuổi với cái sổ đỏ mà người ta đưa cho chúng ta không. Và tiếp theo, do tế nhị nên tôi xin phép không được chụp và đưa hình ảnh của trang tiếp theo của cái sổ hộ khẩu này. Tiếp theo là chúng ta có thể nhìn thấy đây là hồ sơ vay vốn Agribank của một số hộ dân ở khu vực miền núi. Ở trên khu vực miền núi người ta vay vốn bên ngân hàng người ta chỉ cấp cho cái sổ như này thôi, và phải mua thêm cái bảo hiểm. Đấy, chả biết cái loại bảo hiểm gì nhưng phải mất mấy triệu nữa để mua thêm cái bảo hiểm. Đó là cái thủ tục của ngân hàng. Sẽ đẻ ra rất là nhiều các cái thủ tục khác để chúng ta phải mua thêm. Chơi với ông ngân hàng kiểu gì cũng lỗ chứ không có lãi được. Trong cái sổ thế chấp ngân hàng này này thì chúng ta phải để ý nó có một cái ký hiệu giấy chứng nhận tài sản ấy, nó là cái số của cái sổ đỏ ấy, là R68698233 này. Đấy, thì ở kia họ cũng ghi là nhà là loại gì, diện tích bao nhiêu ở đây. Những cái thông tin này nó hết sức quan trọng nhé. Chúng ta phải ghi những thông tin này vào trong cái giấy đặt cọc và phải đưa ra cam kết những cái thông tin này là hoàn toàn đúng sự thật. Ở trên miền núi ấy, đúng là nhiều người dân người ta sẽ không dùng smartphone để người ta lưu trữ lại những cái hình ảnh của cái sổ đỏ của người ta. Nên là đúng là cái trường hợp rất khó là người ta thế chấp ngân hàng, chúng ta không được nhìn trực tiếp cái sổ đỏ. Nhưng chúng ta phải hỏi kỹ xem là sổ đó được cấp vào năm bao nhiêu. Nếu họ nhớ được thì tốt, bởi vì nó liên quan đến sổ cũ và sổ mới. Nó liên quan đến cái việc chúng ta có sang được trang 4 hay không, hay là chúng ta phải
làm lại trích lục, đo vẽ lại và cấp sổ mới thì mất thời gian. Các cái bước đặt cọc và giải chấp cái sổ đỏ ở ngân hàng này thì mình sẽ làm ở một cái video khác hướng dẫn các bạn một cách an toàn. Sau khi check xong cái thủ tục pháp lý, chúng ta cùng nhau đi ra hiện trường. Đi hiện trường thì có chủ nhà sẽ phải dẫn chúng ta đi chỉ các cái ranh giới của mảnh đất. Đi kèm với chúng ta thì chúng ta nên mời trưởng thôn hoặc là cán bộ địa chính đi cùng. Hoặc là cái bước sơ bộ thì chúng ta có thể để cho người ta dẫn đi trước. Nhưng mà sau đó là chúng ta sẽ mời thêm trưởng thôn và cán bộ địa chính đi xác thực thực lại một lần nữa cũng không sao cả. Nhà ai cũng có lợi nhỉ? Dạ. Nhà nào cũng có tiếp để thì cần tiếp để phải mua. Đấy tám cái. Tiếp đất ở đây bây giờ thuần tiền tỷ. Ngày xưa kéo còn cho đấy, nhau. Cắt đây. Làm cái gì ra được tiền tỷ? Từ năm ngoái thôi chưa biết, tôi tưởng là mua mối dưới kia chứ. Làm cái gì ra được tỷ bây giờ? Vâng. Đây từ cái gốc tre này hết lại à? Vâng, từ gốc tre kia lên đến trên đường. Đường trên to kìa. Vâng, đường to trên kia. Đất này là đất rừng sản xuất đúng không? Vâng. Lên thẳng trên đường. Đây là đất thuộc khu vực đồi núi nên nó có độ dốc. Chúng ta cũng phải tính đến cái hệ số sử dụng đất của nó chỉ được 0,5 đến 0,6 hoặc có thể là thấp hơn. Đấy, nhưng mà cây cối họ mọc tùm thế này thôi, đất cát nó còn lởm chởm. Nhưng chúng ta phải nhìn được cái địa thế và cái mặt bằng chung của cái khu đất này. Với bàn tay của chúng ta thì chúng ta phải đi mua những mảnh đất xấu, những mảnh không phải là xấu mà nhìn nó rất là lôm côm, bẩn thỉu. Nhưng mà dưới bàn tay của chúng ta thì chúng ta sẽ biến nó thành một cái mảnh đất bằng phẳng, đẹp. Đó là cách để chúng ta đi buôn bất động sản. Chúng ta phải làm được những cái việc như thế. Mảnh đất này có diện tích là hơn 8.000 m², diện tích thực tế đấy, nên là đi cũng khá mất thời gian. Đây chúng ta có thể thấy, nhìn cơ sở hạ tầng, nhà cửa của họ nó rất là lôm côm như này thôi. Có anh em gì nhà Đượng không? Nhà cô đây có anh em gì nhà em không? Vẫn anh em. À nhưng mà không phải. Ở làng này là không ai lấy được ai đâu. À thế à? Toàn anh em hết đúng không? Không ai lấy được ai được. Không quan ai để đâu. Có đi chỉ cho cháu ơi. Thế là cô cũng là cũng trụ cột chính của gia đình đúng không? Quyết quyết thay ông luôn. Con trai thì chưa quyết được gì đâu. Trai không quyết được đâu. Người ta thường thích cái nước mặt nước này cơ. Ở bên này thì không thấy ai hỏi. Không có nhưng mà chưa được lấy thông báo. Ra ngoài cái đi ngoài kia không? Hết trên tít đầu đường à? Không. Đến cái bụi tre này à? Gốc luồng ấy. Bụi luồng ấy là hất lại hết lên đây. Vâng. Thế căn nhà trên kia nó hất xuống thì vâng, là vâng. Từ cái nhà đấy. Nhà trên kia hất xuống bao nhiêu mét? Cũng không biết được. Là gái nó cũng phải từ cái chỗ trồng chuối. Đấy. Thế mình trèo lên trên đấy tí cô ạ. Xong nó đi chéo mình... lên. Đi chéo lên đây này. Mình trên đấy tí. Hôm qua chú kỳ vào cây tách làm cửa cái này này. Cây con nó bên. Cùng ngón tay à? Chẳng là gì à, đây thì mà chẳng. Cái gì đấy? À, mấy chuyện. Tí nữa lại đến nhà chú Kỳ. Ai nhà chú Kỳ kia à? Không, bên trên đưa thôi. Anh leo đồi khỏe anh. Anh chạy mấy 42 cây full marathon mà. À. Chắc là từ đâu hất lại đi chứ. Đây đất nhà ta đấy. Không, lên đến hình như đến con mít đúng không? Chân cùng cái.
Thế đây á. Đây đất nhà em. Thế này thì cô phải cắm cắm cọc cho cháu cơ. Đây nếu mà phải ký. Đi cắm chứ. Vâng, phải ký các bên với nhau nữa. Vâng. Cái hộ này là hộ nhà ai đây? Nhà. Hả? Toàn. Đi tí ra kìa. Đấy. Đến đây. Vâng. Chéo trong cái góc kia, trong bàn kia lại đi lên. Chéo góc nào? Góc đấy. Góc nào? Luồng á. Góc cây này. Xong đi vào xong lại đi lên góc lát trên kia. Vâng. Đi vào nhà trong kia. Vâng, vâng, vâng. Nhà đằng này. Dốc lắm. Cái này chỉ để trồng cây thôi. Chỉ để trồng cây thôi chứ. Để làm gì? Đây chỉ có đồi. Ở đây lấy chú này, cái này đi bằng là không có. Đi cũng khó. Đi cũng khó. Đất rừng này người ta bán rẻ lắm. Chúng ta phải nói ra những cái điểm xấu của cái mảnh đất này để đánh vào cái tâm lý của người bán, để cho họ tránh cho họ việc họ tốt đề cao cái tài sản của họ lên quá. Cô gọi chú về để xem sổ cho xem cái sổ phát. Ok, vâng. Có gì nó không trả bao nhiêu cả thì để xem cái sổ đi. Đây là cái bước mình gọi các hộ dân xung quanh này, người đại diện, những người uy tín này, rồi trưởng thôn này, đến để xác nhận về ranh giới này và làm chứng cho cái việc mà đặt cọc. Thế thôi, trên đây là căn cứ rồi. Vâng, vâng. Đây là còn có gì nữa không thì để tiếp đi, cứ nghĩ đi. Đó, này, còn là cô đây luôn. Vâng. Thông nhất với nhau rồi. Nhân dân sẽ đi làm thủ tục công chứng sang tên đổi sổ trong khoảng năm. Ai vi phạm? Ai vi phạm? Từ đó bây giờ mình phải đây. Nếu ai vi phạm các điều khoản trên. Nó tóm tắt cũng được mà cái này. Nếu ai vi phạm các cái thỏa thuận trên. Vi phạm này. Các thỏa thuận trên. Chịu trách nhiệm đây cái đấy. Phản nặng đây. Nếu hai vi phạm các thỏa thuận trên. Ừ, phải đền bù số tiền gấp đôi. Ôi gì đây. Cái kia rát hơn thì bán. Đền bù số tiền. Cả tuần thôi. Số tiền gấp đôi, số tiền là cặp. Số tiền gấp đôi. Không không, nó bán rồi thì thôi, có cái gì. Rồi, số tiền là cặp. Nó bán rồi thì hiện tại trả họ. Đặt cọc trên. Số tiền đặt cọc trên. Vâng. Vâng, nếu mà chú muốn đi cái mấy cái chi phí nhỏ nhỏ kia thì đi, không thì thôi, chứ mà thỏa thuận mồm với nhau. Đây là ra ngoài đi. Rồi, trong ngoài. Rồi, thế là hạ. Mình làm bằng pháp lý thì mình làm này, nó là căn cứ rồi. Vâng, vâng. Đấy, hai bên đồng ý với các điều. Nội dung video cũng đã khá dài rồi. Nam sẽ tách cái phần mà hướng dẫn các bạn viết giấy đặt cọc. Những nội dung nào chúng ta phải đưa vào trong giấy đặt cọc. Và mẹo để chúng ta đặt cọc số tiền bao nhiêu để giúp cho chúng ta có thể thuận lợi hơn trong cái việc ràng buộc và chuẩn bị cái tài chính. Thì các bạn đón xem video tiếp theo nhé. Nếu các bạn thấy video này hay ấy, thì các bạn ấn vào nút like để ủng hộ Nam, để Nam lấy động lực lần sau đi quay chụp lưu lại những cái thông tin như này để giúp ích cho nhiều người hơn khi các bạn chưa có nhiều kinh nghiệm để đi mua bán bất động sản. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Nam ấy, thì ấn vào nút đăng ký kênh, sau đó các bạn ấn vào nút chuông để có thể nhận được các cái thông báo về những kiến thức bất động sản mới nhất của Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.